lời đầu tiên được cho cửa hàng âm thanh số đỏ đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc ạ. À, và xin thưa các bác là ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt các bác ạ. Thứ nhất, đây là ngày sinh nhật của kênh YouTube số đỏ. đỏ vậy là đây là lần sinh nhật thứ thứ 9 rồi các bác ạ. Đấy, vậy là năm nay đã là năm thứ 9 mà em Xuân lập kênh YouTube và cũng như là bắt đầu buôn bán âm thanh. Và chuẩn bị chúng ta được nhận một cái cái gì ạ? À, cái mốc 10 năm rồi. Đấy. Cái thứ hai ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, đúng không ạ? thì cũng là một ngày mà phải đó là rất là may mắn cũng một ngày và chắc chắn là mọi người cũng rất là mong mỏi uh, có một cái gì đó có thể đầu chú đu loạt thì hôm nay là ngày mùng tháng 9 luôn thì em xin được thông báo các bác thì trưa ngày hôm nay cũng như tối ngày hôm qua rồi đó là trong ngày hôm nay tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ tối các bác nha 20 giờ tối bên em sẽ chính thức xả cho các bác 100 quân đẩy 100 quân đẩy d hàng chính hãng với cái mã DK 800 đây là một con đẩy với một thiết kế không thể đẹp hơn được, thực sự rất là đẹp và đây là model mới nhất các bác nhé Model này mới ra mắt thôi nhưng mà em Xuân chưa làm video gì cả nhưng hôm nay sẽ chính thức làm một chương trình này luôn Đấy, áp dụng chương trình này luôn Đây là một con đẩy công suất rất là lớn các bác ạ Thứ nhất, công suất của nó lên tới 800W cho một chiếc Rất là lớn 800W cho một kênh các bác nhé, ở 8 ôm các bác nhé Đấy, và 1200 hai ở 4 ôm. Con đẩy này đánh chế độ barai lên tới 1600 w ở 8 ôm luôn. Quá kinh khủng và đặc biệt nó có rất là nhiều chức năng. Thứ nhất, có chức năng chống chập. Đấy, có chức năng khởi động mềm. Đó mới là cái những cái cái tuyệt vời các bác ạ. Và đây cũng là cái model mới nhất mà hãng đây ra mắt trong năm cuối năm 2024 để chuẩn bị vào vào dịp mà dịp cuối năm của hạn điện 2025 và cái bộ đen này các bác biết không nó rất là khỏe bên em đã sử dụng và tiếng là thanh kinh khủng luôn bác nó rất rất là hay và thực sự em xuân đã chọn đúng cái thời điểm này đúng cái thời điểm này để làm cái video để mà ra mắt luôn và cũng khuyến mãi các bác luôn một cái gì ạ? và cái giá nó rất là rẻ các bác ạ thực sự luôn và đặc biệt nhất mua trong ngày hôm nay các bác được quyền dùng thử trong vòng 3 ngày không thích vẫn được quyền trả lại bình thường và đặc biệt nữa bảo hành 2 năm các bác nhé đó mới là cái thứ mà giá nó rẻ hơn đầy bãi luôn đó mới là cái thực sự mà em Xuân muốn nhắc tới trong ngày hôm nay. Và các bác nhớ đồng em và lịch của em là gì ạ? Đúng 8 giờ tối. Đúng 8 giờ tối các bác nhá. 8 giờ tối các bác vào kênh sư đỏ nha để chúng ta cùng xem kỹ hơn về đôi về con đẩy này. Và thứ hai là gì ạ? Xem nó có những gì đặc biệt. Nó có nhiều chức năng hay lắm. Em Xuân sẽ cho bác cùng xem những cái gì hay ở nó nhá. Và đặc biệt cái quan trọng nhất là gì? cái giá của nó. Giá ngày hôm nay sẽ là ngày bao nhiêu? Một cái ngày mà em Xuân kỷ niệm 9 năm thành lập kênh cửa hàng Đấy, thì nó sẽ giá bao nhiêu bác nha các bác cùng chờ đợi nha ok cảm ơn các bác nhớ hẹn cái lịch của tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ tối các bác nha trên kênh solo đỏ audio nhé nha